Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây mộc hương này. Hôm nay em đánh về chụp cây mộc hương còn 2, 4, 6, còn 7 cây này. 7 cây mộc hương đẹp này. Cây rất là đẹp luôn, cao cây trên 3 mét. Cao cây trên 3 mét nha. Vành gốc này, đó, thử vành gốc này. Chân mộc đẹp này. Chân mộc rất là già nhá, già mốc và mác luôn. Thân thẳng luột, thân luột. Thân rất là lì. Đây là mộc da lì nhá. Mộc thì nó có mộc ta, nó có hai loại, một loại da lì, một loại da trơn. Có loại da trơn là da nó có bóng bóng ấy. Da là mộc da lì. Vanh 17 18 này. Vanh của cây này là vanh 17 18 này. Các cây ở đây được vanh 17 18. Ba đứng cạnh cây này chào các. Đây. Vanh 17 18 và cao cây này, cao cây này nó là trên 3 mét này. Đấy. Đứng xa, quay xa ra nhá. Đấy, cao cây là trên 3 mét rồi. Rồi rồi bà. Cao cây trên 3 mét. Cây này nhá, cây nào cũng đẹp luôn. Em quay cây này này. Vanh 18 19 này. Cây này vanh 18 19, cây này cực kỳ đẹp rồi. Cây này vanh 18 19 luôn. Cây này cây đẹp này. Tao nó ưng cái này chốt cái này luôn này. Cho luôn nhá, không mất nhá. Bởi vì hàng bày bán cửa hàng ấy. Đánh này bán cửa hàng mà không lấy luôn là hết luôn đấy ạ. Đây, đặt lằm cho mọi người xem này. Cây rất là to. Cây này vanh 18 19 này, thân rất là luộn luôn. Bác nào không lấy thì hơi bị đáng tiếc luôn đấy. Cây rất là to nha mọi người nhá. 3 mét, 3 mét rưỡi đấy. Tán em không bung ra đâu, bởi vì bung ra là nó không có chỗ để. Cây thì rất là cao rồi. Cây cao đẹp nhá. Rồi. Cây rất là cao này. Cái cây này này, bác nào mua thì một chốt cây này này. Cái cây em đang quay này. Con này là vanh 18, 19 đấy. Cây này là vanh 18, 19 này. Các bạn nhìn thấy cao nó tận lóc nhà luôn. Cao 3 mét rưỡi cái này nhá. 3 mét rưỡi. Vanh 18, 19. Cực kỳ đẹp luôn. Chất mộc đẹp đấy. Nó lại vanh lần nữa này. Này, vanh 18 này. Cây đẹp luôn. Ai ưng cái này thì inbox cho em nhá. Ngoài mộc hương ra thì vườn ở đây, vườn này ở Xuân Quan thì có rất là nhiều các loại mà cho các bác set up mà công trình sân vườn ấy. Đây là cỏ nhá. Đây là cỏ này. Đây là hàng lá, hàng trang trí, hàng lền, hàng lá, hàng công trình đấy, hàng set up nhà cửa sân vườn đấy. Có rất là nhiều loại luôn. Ở đây có cả tùng này. Tùng này. Tùng này bán lẻ 1 triệu một cây nhá. Tùng này cao 4 mét. Cùng tùng này cao 3 mét rưỡi 4 mét. Bán lẻ là 1 triệu một cây. Tùng. Đây là vạn tuế này. Vạn tuế này. Vạn tuế cũng 1 triệu rưỡi một cây. Mẻ 1 triệu rưỡi một cây này. Đây là cây vạn tuế nhá. Các bạn cây vạn tuế thì không cần quảng cáo nhiều, nên nó đẻ rất nhiều nhánh luôn. Chơi cây vạn tuế này, nó đẻ rất là nhiều nhánh này. Sau các bạn chơi xong các bạn có thể tách ra để trồng. Hoặc từ cho các chỗ này nó sẽ mọc lá từ cái gốc lên rất là đẹp này. Các chỗ này nó sẽ mọc lên rất là nhiều lá, hoặc các bạn tách ra nhá. Tách ra nó được có sẽ được một cây vạn tuế con. Cái vạn tuế nghĩa là mang đến sức khỏe trồng, nó mang ý nghĩa phong thủy là vạn tuế. Tuế là tuổi đấy, vạn tuổi là vạn tuổi đấy. Quan xuây tiếng Anh à, tiếng Trung là quan xuây, nghĩa là vạn tuổi. Vạn tuổi đấy mang ý nghĩa là trồng cái này mang ý nghĩa là cho mong muốn cho gia đình được sức khỏe trường thọ đấy. Đây, đây là cây vạn tuế nhá. Thiên điểu này. Thiên điểu thì giá rất là rẻ thôi, 15.000 15.000 một cây. Thiên điểu là 15.000 một bịch là có khoảng 3 cây. Nè, thiên điểu này là 15.000 một bịch này, một bịch là 3 cây. Các bác nào bốc công trình. Thiên điểu đó. Bác nào quan tâm thì inbox cho em nhá, em xin phép tắt like đây.